xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog. Thì ngày hôm nay ở nhà cũng có làm mấy món để ăn cơm nha cả nhà. Cả nhà xem biết mình thấy hay nhé, cái ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ gia đình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì ngày hôm nay ở nhà mình sẽ làm cái món khoai sọ này. Mình đem mình nấu với lại xương nha. Ở đây mình làm món nữa thì cá diêu hồng mình phi lê mình chiên. Ở đây còn phần cá diêu hồng này thì mình sẽ phi lê ra, mình chiên sốt nước mắm nha cả nhà. Ở đây thì gia vị để mình làm món này thì có hành, tỏi, ớt, gừng. Ở đây thì mình cá mình phi lê ra thì mình chiên, mình tẩm cái bột chiên giòn mình chiên nha cả nhà. Mà cả nhà theo chân gia đình mình vào bếp nha. Thì ở đây cái mình bắt nước lên để mà mình trụn sơ cái phần xương để mình nấu canh nha cả nhà. Ở đây thì bây giờ mình sẽ phi lê cá ra nha cả nhà. Ở đây mình phi lê là mình lấy cái phần thịt thôi nha. Ở đây mình phi lê cá thì mình sẽ rút hết cái phần xương nó ra nha cả nhà. Con đi tắm rồi con, thấy cái mũi ra. Bây giờ cái phần cá này mình cũng đã phi lê xong rồi nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ xắt miếng vừa ăn lên nha, để mình tẩm bột mình chiên nha. Đây, ở đây mình sẽ xắt miếng vậy. Thì cái phần cá này mình cũng đã phi lê xong rồi nha cả nhà. Bây giờ tiếp tục mình ướp cho một muối gia vị nha. Ở đây là mình cho một muỗng hạt nêm. Lại nửa muỗng tiêu. Mình trộn đều lên cho gia vị thấm vô cá nha. Ở đây trong khi chờ đợi cá thấm thì mình cũng sắc hành tỏi luôn nha cả nhà. Ở đây thì mình bắt nồi để mà mình nấu canh nha cả nhà. Ở đây mình cũng cho một ít dầu ăn vô nha. Dầu cũng đã nóng rồi, mình cho một ít hành tím băm nhuyễn vô luôn nha. Cái phần thịt ở đây mình đã trụng rồi, bây giờ mình cũng đã rửa xong rồi nha cả nhà. Bây giờ hành tím cũng đã vàng rồi nha. Bây giờ tiếp tục mình cho thịt vô. Ở đây trong khi chờ đợi mình nước sôi lên thì ở đây mình cũng gọt tay ra luôn nha cả nhà. Ở đây thì cái phần tay mình gọt ra xong thì mình cũng phải ngâm nước nó vậy nha cả nhà. Ở đây thì cái phần khoai sọ này mình cũng sắc ra luôn nha cả nhà. Ở đây bây giờ tiếp tục mình cho khoai vô nha.
cái phần gừng nẻ đây nhá, thì mình cũng sắc sợi ra luôn nha cả nhà. Ở đây thì cái phần hành lá mình cũng sắc nhỏ ra luôn nha. Bây giờ ở đây mình cũng nêm vô nồi canh một mớ gia vị nha. Ở đây thì mình nêm đường, muối, hạt nêm, bột ngọt. Thì bây giờ ở đây mình sẽ cho bột vô cá nha cả nhà, để bắt đầu mình sẽ chiên nha. Ở đây bột thì mình rải đều lên hết trên mặt cá nha. Ở đây bây giờ mình sẽ cho một ít dầu vô chảo để bắt đầu mình chiên cá nha cả nhà. Ở đây bây giờ dầu cũng đã nóng rồi nha, tiếp tục mình cho cá vô mình chiên nha. Ở đây thì mình tiếp tục mình sẽ cho hành lá vô nha cả nhà. Sốt cá nha. Ở đây thì mình cũng cho là 2 muỗng nước mắm. Ở đây đường thì mình cũng cho thêm 2 muỗng đường. Hạt nêm, một muỗng bột ngọt, mình cũng cho thêm một muỗng dầu hào nha. Lại một muỗng tương ớt. Ở đây thì mình cũng cho thêm 2 muỗng nước lọc. Rồi mình sẽ quậy đều lên nha. Ở đây thì bây giờ mình bắt chảo lên để mình làm sốt, để mình sốt cá nha cả nhà. Cứ lại gừng sắc sợi. Ở đây bây giờ gừng với lại tỏi cũng đã vàng rồi nha. Bây giờ tiếp tục mình cho cái nước sốt. Hồi nãy mình pha vô luôn cả nhà. Ở đây thì bây giờ tiếp tục mình sẽ cho cá vô luôn nha. Đây thì mình cũng cho thêm một ít ớt nha. Bây giờ cái phần gừng còn lại thì bây giờ mình cũng cho vô cá luôn nha cả nhà. Ở đây ớt với lại hành lá. Bộ trưởng cơm nhìn coi nha. Bộ trưởng cơm nhìn coi nha. Nhà cơm cùng gia đình mình nha. Rồi, mà cả nhà cơm chiều gia đình mình luôn nha. Rồi để xương nó cho mẹ. Đúng rồi, để cho nó
mời con con ạ. Cái nhà tôi tìm gia đình luôn nha. Này cá diêu hồng chiên sốt nước mắm cho cả nhà. Cả nhà nha. Đá dài nha cả nhà. Mình tạm thời kết thúc nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ kênh ủng hộ gia đình mình nha. Nhớ gia đình mình like, chia sẻ, đăng ký kênh nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo.